Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long là vùng có lợi thế và tiềm năng phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, tiềm năng kinh tế biển chưa được đánh giá đầy đủ, đặc biệt là việc hệ thống hạ tầng kinh tế biển còn thiếu thốn và yếu kém. Do đó, 70% hàng hóa đồng bằng sông Cửu Long phải đưa về cụm cảng Đông Nam Bộ thay vì xuất hàng trực tiếp qua các cảng của vùng. Có thể nói đây là nút thắt lớn nhất khiến cho logistics và kinh tế biển của vùng hoạt động kém hiệu quả. Hầu hết các cảng biển trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đều có quy mô nhỏ, không tập trung, nên năng lực khai thác chưa cao, khả năng cạnh tranh thấp. Đặc biệt, hạ tầng các cảng biển tại đồng bằng sông Cửu Long chưa được đầu tư phù hợp với yêu cầu thực tế, thiếu các trang thiết bị hiện đại phục vụ cầu cảng và bãi, từ đó dẫn đến năng suất bốc xếp không cao, thiếu hệ thống kho bãi để thu gom hàng hóa. Phải giải quyết được cái luồng. Hiện nay thì nhà nước đã đầu tư cái luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. Tuy nhiên thì do đó là cái luồng mới hoàn toàn, cho nên là cái độ sâu nó cũng chưa đạt được cái kỳ vọng như thiết kế. Cho nên hiện giờ là năm nay thì cũng đang tiến hành duy tu cái luồng để đạt độ sâu. Thực tế, nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm, hải sản của vùng không thể qua cảng mà phải xé lẻ hàng hóa, đưa lên các cảng thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu ra nước ngoài. Điều này làm tăng thêm chi phí logistics và gây ra tình trạng quá tải ở các cảng thành phố Hồ Chí Minh. Đồng bằng sông Cửu Long là một cái vựa lúa của cả nước và 8 đến 90% là đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu gạo mà toàn bộ phải mang lên thành phố Hồ Chí Minh. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn về thành phố Hồ Chí Minh quá tải. Đồng thời các doanh nghiệp chúng tôi phải chịu một chi phí rất lớn nếu mà logistics mà có cái cảng ở Cần Thơ hoặc ở An Giang thì đây là giúp cho các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long rất là lớn về giảm chi phí logistics. Tôi mà điều hàng từ đây với đi lên thành phố Hồ Chí Minh đi chuyển tải bốc xếp sang tàu lớn thì cái khó khăn nhất là cái phạt tàu vô Nhật, cái đường xá mất tốn thêm cái phí chuyển tải từ đây lên Sài Gòn thì một tấn tính bình quân khoảng 100.000 đồng một tấn hàng từ Cần Thơ đi lên Sài Gòn. Cái thứ hai nữa là thời gian chờ đợi thì mất nhiều thời gian. Đôi khi chúng tôi chờ đợi cái xà lan, phương tiện chờ đợi nghĩa là lâu thì chúng tôi phải chịu phạt tiền vô Nhật xà lan. Là cảng lớn nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cảng Cái Cui có nhiều tiềm năng và lợi thế về giao thông đường thủy, đường bộ. Theo thiết kế thì mỗi năm cảng này có 5 triệu tấn hàng hóa được thông qua cảng. Thế nhưng lượng hàng hóa thông qua cảng chỉ đáp ứng được 1/3 công suất. Do cái vấn đề luồng lạch tàu đủ trọng tải vào không được nên là cái việc đầu tư cơ sở trang thiết bị để đáp ứng cái tình hình trong cái việc mà tái đầu tư thì nó cũng gặp khó khăn rất nhiều cho doanh nghiệp. Nếu chúng ta đầu tư đủ đúng theo cái cảng 20.000 tấn thì nó sẽ không có khả năng thu hồi vốn trong cái vấn đề là tình hình tàu bè vào ra vào khu vực này không được. Cứ 100 km đất thì có tới 76 km đường thủy. Đây là lợi thế rất lớn của đồng bằng sông Cửu Long. Việc khơi thông luồng lạch cũng như tháo gỡ nút thắt về hạ tầng chính là sự thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để phát triển đường bộ, đường thủy nội địa ở khu vực phía Nam, trước hết cần quan tâm đến việc nâng cao tĩnh không một số các cái cầu hạn chế hiện nay liên quan đến rất nhiều yếu tố, không chỉ là cơ sở tầng mà còn liên quan đến chính sách giá cả, chính sách thu hút hàng hóa của các cảng ở đây. Việc đầu tư trang thiết bị chuyên dụng và cơ sở hạ tầng cho các cảng biển là việc cần làm của các doanh nghiệp và các bộ ngành liên quan. Theo đó, cần tiếp tục nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với các cảng biển trong vùng để khai thác hiệu quả, phát huy cơ hội, thế mạnh vốn có của đồng bằng sông Cửu Long.